Chờ lên được không cô? Chờ lên đây, đứng đây, hút đây này. Đâu cần. Nhìn âm u nó vẫn đẹp. Ra ngoài kia là có ánh sáng nhỉ. Đường điện đây là lấy đầu của bác à, đấy từ cái chỗ mình vào đấy, từ chỗ đấy anh nhìn cái dây điện vàng vàng đấy à, nãy nó bảo là thừa trong có điện từ chỗ mua vé kinh vào chuyển vào đây ở Trang An cũng có điện mà cái đấy nó hở ra thì đẹp đây to xuống không chuyển này to hơn thì không thế chuyển trong này là chuyển to hơn tí trong chỗ cũ đấy nhưng mà họ xem lại thành mới đúng không có thằng đây đúng rồi. Đấy. Cũng đi như đấy phải không? À, cô đâu rồi? Đấy, đang không chín. Vâng rồi, còn Phương đâu? Đến nay bác cho đi nào? Đang quay à? Đang quay à? Theo ngược lại à? Giờ con nó không giờ con quay đầu chờ tí quay đầu cái này, giờ không quay đầu được.
Ninh Bình nhiều động quá. Ninh Bình nhiều động thôi. Đây có núi là có động thôi. Chẳng an tâm vui đã vui. Chẳng an tâm cúc cất cả. Anh đúng không? Cái động này à? Động này và con cháu mình đi là đi 500 mét. Sao? Cái động này sâu với cái động ngườm ngao ở Cao Bằng em đi. Chẳng hạn cũng tầm 3 mét cũng sâu, nhưng mà nó kiểu như nó làm. Động ngườm ngao đi bộ. Đầu nhũ đá ấy. Tự nhiên ở đây là tự nhiên hết sao ạ? Mình không tạo nên một cái gì đâu. Sao có điện không? Được tặng chùi đấy. Đáp đường tặng. Sao Tết có gì rơi à? Rơi giờ mình đi đầu tiên phải lắm rơi lắm. Đấy, đời, đời, đời. Còn ai lắm rơi đắt rơi. Không đó, không gì đó ạ. À. Ôi trời ơi. Nó bay ra ảo ảo nhưng không bao giờ nó vào. Đừng có soi vào nó bay. Nó tránh mình. Đúng rồi, nó tránh mình. Nó siêu âm mà. Nó tránh mình chứ mình không tránh. Mình không tránh được nó. Nó tránh mình. Các cháu ơi còn thẳng tiền mình. Sáng thanh thanh chân tinh là con ngựa đấy. Đâu hơn người đó. Cẩn thận anh em. Chân tinh là đầu thân mình đấy. Xin tí huyết nha. Những bông nó chồng cái gì đấy. Rồi đưa lên đâu rồi. Đồ đấy. Đồ á. Ra đi. Tí đấy. Ra xin tí huyết. Đi mà. Kìa anh kia nhìn vô. Rác muối, đờ. Muối cho nó gì? Đó. Buồn mát cực. Sao dây điện nó mát? Con này lì này. Răng đẻ à? Răng đẻ. Mày nhìn ra à? Răng đẻ à? Nó không quay rồi. Anh chán tôi đưa. Đây chỗ này là đặt tiên đây. Trong động đang còn bẻ rượu ấy. Thế xưa ra ngâm rượu trong đấy. Đấy còn nhũ, có hầm rượu để đây này. Kiểu vậy. Nhũ có tiên thẳng tiền mình đến đây. Đây là bảng của cô với cô tắm. Đây, cô rơi ở chỗ đấy. Đây là ngầm của ai nghĩ ra đầu tiên.
Mình đi mùa khô chứ mùa nước là cứ nửa cái bầu đấy là nước nó phùng lên là tròn tròn mấy cháu ạ. Nhưng mà mùa nước nó lên cao thì liệu có đi được không? Mùa nước lên cao liệu có đi được không? Đi được đó. Nước lên cao mét nữa nhưng vẫn đi được. Mình thì lại ngồi xuống lòng thuyền thì chỗ mình để chân vẫn đi được. Mình không kê okay gì hết. Ừ, vậy xong bắt đầu là dưới thì nước bên trên thì bám đi xuống đẹp lắm. Nếu ở đây trong ngày trong không ngoài kia. Ờ, những chỗ này là hết này. Nhà chỗ làm ngập thì hụt qua. Chứ là ngập thì hụt qua đi tiếp. Ồ. Rơi nhiều lắm. Đấy, rơi nhiều chưa? Đến chỗ nào có rơi là hôn lắm. Ồ, nhiều rơi chứ khủng luôn. Bà trong quân đi ạ. Không khỏi luôn. Trong kia nhiều kìa. Chít chít luôn. Cứ vào tối thì nhiều. Đi, cháu đi mấy lần, chỗ gọi là hang rơi, cả con rơi nào. Đây không rơi mà nhiều rơi ạ. Quá nhiều rơi luôn. Mùa hè này nhiều rơi. Mùa đông mà cái cháu đi quá chứ không có con nào không biết. Ở quê bây giờ không còn rơi nữa. Ngày xưa nhiều lắm. Ngày xưa như ở nhà mình với cháu